Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Co68 và đây là series Bộ Não. Chắc hẳn trong mùa uptrend này thì các bạn sẽ tìm hiểu và research rất là nhiều những dự án khác nhau để xem là con nào tiềm năng để mình đầu tư, đúng không? Vậy thì trong quá trình research, nó sẽ hiện ra những cái thông tin như thế này. Đó, sẽ có nhiều bạn rối rắm không biết là những con số này thể hiện và có ý nghĩa như thế nào trong quá trình đầu tư. Thì những con số này được gọi là tokenomics. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ giải thích tường tận từ A đến Z toàn tập về tokenomics nghĩa là gì và cách chúng ta sẽ đọc và hiểu tokenomics như thế nào. Hãy cùng bắt đầu nha. Ok, trong quá trình xem video thì chúng ta có thể lấy sổ giấy bút ra để có thể nốt lại những thông tin. Tại vì hôm nay nó sẽ khá là nhiều những con số cũng như là mình sẽ nói rất kỹ đi từng phần nha. Chắc hẳn nếu mà các bạn mới tham gia thị trường crypto đi chăng nữa thì chúng ta sẽ biết những cái website vô cùng quen thuộc để mình có thể xem dự án cơ bản, đúng không? Ví dụ như là CoinGecko này hay là CoinMarketCap. Mình thì mình hay dùng CoinGecko hơn, cho nên là mình sẽ dùng CoinGecko xuyên suốt video nha. Ok, các bạn lên CoinGecko.com. Nếu như mà chúng ta nhìn vào một token nào đó thì chúng ta sẽ search, ví dụ mình search token bất kỳ là Lido đi ha, LDO, ok, search một đồng coin bất kỳ. Thì các bạn có thể thấy những cái thông số dễ hiểu như là cái số đen đen ở đây lớn nhất là giá này, cái LDO ở đây là cái ticker của nó, có nghĩa là cái ký hiệu đồng coin đó. Khi mà các bạn search ở trên những sàn giao dịch đó thì các bạn chỉ cần search LDO thôi, không có cần search hẳn cái chữ Lido ra. Cái dấu thăng, ví dụ như dấu thăng 55 ở đây, tức là cái bảng xếp hạng là cái đồng coin này đang có thứ hạng là 55. Và ở trên CoinGecko thì khi chúng ta bấm vào trang chủ, các bạn sẽ thấy xếp hạng từ trên xuống dưới 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và đứng hạng nhất là Bitcoin, hạng 2 là Ethereum, v.v. Thì đồng coin này sẽ đứng hạng thứ 55 và nó xếp theo cái Market Cap. Market Cap là gì? Lát nữa mình sẽ giải thích sau ha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi vào trọng tâm vấn đề đây, những con số ở bên dưới. Đầu tiên các bạn nhìn thấy là market cap, đúng không? Market cap dịch ra là gì? Vốn hóa thị trường, đúng rồi, vốn hóa thị trường. Các bạn muốn biết nó có ý nghĩa là gì thì chúng ta sẽ bấm vào cái chữ Y nho nhỏ ở bên cạnh đó, thì chúng ta sẽ thấy là market cap bằng current price nhân cho circulating supply. Current price tức là giá hiện tại. Giá hiện tại ở đây Lido đang là 2.42. Circulating supply tức là tổng cung lưu hành trên thị trường. Tổng cung lưu hành trên thị trường chúng ta sẽ tìm cái chữ circulating supply ở dưới này nè, đó là 891 triệu đồng. Tức là hiện tại bây giờ trên thị trường đang có 891 triệu đồng Lido này đang lưu hành trên thị trường. Ok. Vậy thì bây giờ các bạn cứ làm phép tính đơn giản thôi, là muốn tính market cap chúng ta sẽ lấy công thức là current price là 2.42, chúng ta bấm máy tính nha, nhân cho circulating supply tổng cung lưu hành là 891 triệu. Các bạn ra bao nhiêu? Đúng rồi, ra 2.145 tỷ đúng không? Đó thì các bạn nhìn thấy cái số market cap khớp đó là tầm 2.145 tỷ. Đó, market cap. Tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến yếu tố này? Market cap rất là quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến yếu tố đầu tư của chúng ta. Ví dụ như là Jenny cho các bạn ví dụ hai đồng coin này nha. Ok, một đồng coin là Book of Meme, ticker của nó là Bomer. Còn một đồng coin là Shiba Inu, ticker của nó là SHIB. Ok, khi mà nhìn vào hai đồng coin này thì các bạn thấy sự khác nhau rất là lớn về giá, đúng không? Giá của đồng Shiba Inu thì nó nhiều số 0 hơn. Rồi, bây giờ Jenny sẽ cho các bạn một bài toán nhanh, đó là chúng ta lấy 100 đô đi. Giả sử bây giờ các bạn có 100 đô trong tay thì các bạn sẽ mua đồng nào? Sẽ mua Bomer hay là mua Shiba Inu? Thì nếu như có một lối tư duy xuất hiện như thế này, đó là chúng ta có 100 đô. Nếu như mà chúng ta mua Bomer với giá của Bomer là 0.01 thì chúng ta chỉ có 7.500 đồng Bomer thôi, là đúng không? Là sẽ lấy 100 đô chia cho 0.01 321 đó là 7.500 đồng. Còn nếu như mà chúng ta mua Shiba Inu đi thì các bạn lấy 100 đô các bạn chia cho 0.00027 là giá của một Shiba Inu, thì các bạn sẽ có trong tay bao nhiêu đồng? Tận bao nhiêu? 3,6 triệu đồng Shiba Inu lận. Vậy thì trường hợp 1 là chỉ có 7.500 đồng, trường hợp 2 là sẽ có 3,6 triệu đồng. Ok, chúng ta sẽ tưởng tượng là nếu như cái đồng Shiba Inu này nó lên 1 đô chẳng hạn thì chúng ta sẽ có 3,6 triệu đô trong tay. Wow, chúng ta sẽ trở thành triệu phú, đúng không nào? Ok, thực ra thì cái này nó sẽ không xảy ra và
khi mà dân crypto nghe thấy cái trường hợp này thì tất nhiên sẽ thấy nó rất là hài hước. Tại vì sao? Tại vì trong thị trường này khi mà chúng ta đầu tư, không ai lại lấy lại quan tâm đến giá mà chia như vậy cả. Chúng ta sẽ quan tâm đến thứ gọi là market cap. Mình sẽ giải thích chi tiết hơn cho các bạn hiểu nha. Trong video này cái gì mình cũng sẽ lấy ví dụ hết để cho các bạn hiểu từ A đến Z luôn. Ok, mở CoinGecko ra chưa? Bây giờ chúng ta search bảng xếp hạng. Rồi, vô trang chủ ha. Các bạn bấm bảng xếp hạng, các bạn sẽ thấy cái đồng được gọi là meme coin. Tại vì Bome này hay là Shiba Inu thì nó thuộc cái loại là thuộc cái category là meme coin. Bây giờ chúng ta sẽ thấy con meme coin nào có vốn hóa cao nhất trên thị trường hiện tại. Trong cái bảng xếp hạng này từ 1 đến 20, các bạn nhìn xem. Đó là con Doge đúng không? Con Dogecoin á, là con meme hình con chó á, con Doge là cái con mà có bảng xếp hạng thứ 11, là vốn hóa cao nhất trên thị trường hiện tại. Thì các bạn thấy cái con Doge này vốn hóa của nó là bao nhiêu? Market cap là bao nhiêu? 20 tỷ đô, 20,7 tỷ đô, tức là hơn 20 tỷ đô đúng không? Trong khi vốn hóa của Shiba Inu là 16,2 tỷ đô và vốn hóa của Bome là 725 triệu đô. Lưu ý là có thể cái thời điểm các bạn xem nó sẽ khác. Tại vì lúc mà mình quay video thì cái thời điểm nó khác. Còn khi mà các bạn xem là có thể tầm 2 đến 3 ngày sau khi mà video được edit xong rồi, cho nên con số nó sẽ khác. Mình đang nói đến thời điểm mà mình quay video thì cái vốn hóa nó là như vậy. Rồi xong chưa? Vậy thì trong nếu mà trường hợp có một ngày nào đó, chẳng hạn cộng đồng Shiba Inu hay là cộng đồng Bome phát triển rất là mạnh, trời ơi, phát triển mạnh mẽ đến nỗi mà người ta FOMO, đến nỗi mà cái vốn hóa của hai con này nó coi như là chạm mốc và vượt mặt Doge luôn trên bảng xếp hạng. Đó có nghĩa là nó sẽ vượt mốc 20 tỷ đô. Thì các bạn thử lấy chia ra xem nhé. Đó là 20 tỷ đô đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có công thức là gì? Giá của token là bằng market cap chia cho circulating supply theo công thức nãy ở trên đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy market cap là 20 tỷ đô là ví dụ trong trường hợp nó chạm mốc 20 tỷ đô của Doge đi. Chúng ta chia cho circulating supply. Ok, check lại xem circulating supply của con Bome là bao nhiêu. 55,2 tỷ coin đúng không? Các bạn lấy 20 tỷ đô bấm máy tính giúp mình chia cho 55,2 tỷ coin là ra bao nhiêu? 0. Mình bấm máy tính nhé. 0.362. Đó, vậy thì nếu như, có nghĩa là gì? Nếu như mà con Bome này nó vượt mặt Doge là chạm mốc 20 tỷ đô market cap á, thì cái giá của Bome lúc đó sẽ là 0.362, tức là ít bao nhiêu lần so với giá hiện tại. Lấy 0.362 chia cho 0.01321 là ít bao nhiêu lần? Ít 27 lần giá Bome hiện tại. Ok, chúng ta sẽ làm tương tự cho Shiba Inu. Nếu một ngày Shiba Inu vượt mặt vốn hóa của Doge là 20 tỷ đô, chúng ta sẽ lấy chúng ta sẽ tính giá của Shiba Inu lúc đó là lấy 20 tỷ đô chia cho circulating supply của Shiba là bao nhiêu? 589.000 tỷ coin. Các bạn bấm máy tính giúp mình nhé. 20 tỷ đô chia cho 589.000 tỷ sẽ là 0.000034, là ít bao nhiêu lần giá Shiba Inu hiện tại. Lấy 0.000034 chia cho 0.000002749 là ra 1.2 lần giá hiện tại. Các bạn thấy sự khác nhau không ạ? Đó, lúc nãy chúng ta đang nói là mình có 100 đô, mình sẽ sở hữu được 7.500 đồng Bome, nhưng mà sở hữu tận 3,6 triệu đồng Shiba Inu. Tuy nhiên, nếu như mà vốn hóa của hai con này mà vượt mặt Doge thì một con ít 20, 27 lần, còn một con thì chỉ ít có 1.2 lần thôi. Các bạn thấy sự khác nhau chưa? Đó, cho nên là chúng ta sẽ quan tâm đến market cap, xem là tiềm năng tăng trưởng của con nào, nó tốt hơn con nào, chúng ta sẽ quyết định đầu tư ha. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về fully diluted valuation, dịch ra tiếng Việt là vốn hóa pha loãng. Tức là người ta sẽ tính vốn hóa của cái đồng coin này khi mà toàn bộ số lượng coin được đẩy ra lưu thông. Nghe hơi khó hiểu đúng không? Ok, các bạn sẽ nhìn vào những con số ở trên này nhé. Các bạn có thấy là circulating supply lúc nãy mình nói dịch ra là gì ta? Tổng cung lưu thông, đúng rồi. Có nghĩa là đang trên thị trường chỉ đang có 891 đồng coin này lưu thông thôi, trong khi tổng số lượng lưu thông đáng lẽ ra là phải
tỷ đồng coin. Thì cái số lượng 1 tỷ đồng coin này được gọi là total supply, là tổng cung. Có nghĩa là cái pool, cái bể thì có 1 tỷ đồng coin, nhưng mà nó sẽ đi từ 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 ra ngoài thị trường, và hiện tại thì chỉ có 891 triệu đồng coin lưu thông thôi. Thì nếu như chúng ta sẽ lấy giá đồng coin nhân cho cái bể lúc nãy là cái bể đang lưu thông, chúng ta có market cap. Còn nếu như chúng ta lấy giá mà nhân cho cái bể gọi là cái bể lớn bên này, cái bể mà toàn bộ luôn á, thì chúng ta sẽ ra fully diluted valuation, là vốn hóa pha loãng. Đó, các bạn hiểu chưa? Cũng dễ hiểu mà đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ bấm vào cái chữ Y ngay bên cạnh, chúng ta sẽ thấy là FDV đó, là fully diluted valuation, sẽ bằng current price, là giá hiện tại, nhân cho total supply, là nhân cho cái bể chứa toàn bộ đồng coin này. Ok, tính với trường hợp của LidoDAO thì các bạn bấm máy tính thử nhé. Đó là giá đang là 2.42 nhân cho total supply là 1 tỷ đồng coin, thì sẽ ra sẽ ra FDV là 2.4 tỷ đô. Ok, rồi các bạn hiểu mục này rồi đúng không? Cũng dễ hiểu cho nên mình sẽ đi tiếp sang cái số tiếp theo là 24 hour trading vol, có nghĩa là khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua của Lido ở đây là 123 triệu. Ở đây thì các bạn không cần tìm hiểu công thức để tính cái này đâu, mà thực ra thì cũng không có ai quan tâm công thức để tính ra tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ hết. Các bạn chỉ cần nhìn thấy cái con số nó nhiều hay là nó ít thôi là được rồi. Ví dụ như với Lido là 123 triệu gọi là khối lượng giao dịch là nhiều rồi đó. Khi các bạn kéo xuống dưới cùng, các bạn có thể thấy là những cái sàn giao dịch nào họ đang giao dịch Lido. Ví dụ ở đây là MEXC này, hay là Binance này, hay là Bitget, LBank vân vân. Để gọi là dễ hiểu hơn thì các bạn có thử đánh giá một con có khối lượng giao dịch nó hơi thấp hơn mặt bằng chung. Mình lấy ví dụ như con bất kỳ đi ha. Lido thì bây giờ lấy con Sido đi ha. Có một con tên là Sido Finance, và khi các bạn nhìn thấy cái 24 hour trading vol của nó chỉ là 437 đô thôi, rất là thấp đúng không? 437 đô là coi như bằng một lệnh của người ta rồi, nó rất là thấp. Thì các bạn có thể đánh giá được là ok, con này có đang được thị trường giao dịch nhiều hay không, hay là ít. Rồi, tiếp theo nha, chúng ta nhìn vào cái, quay trở lại con Lido nè, chúng ta nhìn vào cái gọi là total value locked. Total value locked ký hiệu tiếng viết tắt là TVL đó, TVL. Thì các bạn bấm vào chữ Y thì các bạn sẽ thấy TVL có nghĩa là tổng khối lượng được khóa trong giao thức. Một số dự án sẽ có một con số này, còn một số dự án thì các bạn sẽ không thấy có con số này. Chúng ta cũng không cần phải gọi là tìm ra cái công thức để tính TVL đâu. Chúng ta sẽ gọi là nhìn vào cái con số này, tương tự như là volume, để chúng ta đánh giá được nhiều hay là ít, là cái khối lượng được khóa trong cái giao thức Lido này đang nhiều hay là ít. Rồi, tại vì Lido Finance cơ bản nó là một cái giao thức Liquid Staking Protocol, cho nên là sẽ có thêm cái chỉ số TVL này. Ví dụ các bạn search dự án Uniswap nè, hay là AV nè, hay là Curve vân vân, thì các bạn hoàn toàn sẽ thấy nó có TVL. Tuy nhiên thì để xem TVL thì chúng ta không ai lên CoinGecko cả, mà mình sẽ chỉ cho các bạn một trang web khác, đó là DeFi Llama ha. Rồi, các bạn lên DeFiLlama.com, các bạn bấm vào overview, được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ thấy TVL đâu rồi. Để mình lên luôn ha. Rồi, đây DeFi Llama, kéo xuống dưới chúng ta sẽ thấy cái khối lượng được khóa TVL trong từng giao thức là bao nhiêu. Ở đây Lido này đang là top 1, đó, TVL đang là top 1, top 2 là AV, top 3 là Engine Layer, một cái giao thức restaking ha. Đó, thì các bạn thấy cái TVL của mỗi giao thức nó là bao nhiêu, và thường sẽ là nằm trong mạng DeFi. Rồi, tiếp theo, hai cái chỉ số là total supply và max supply. Thì total supply nãy mình nói rồi, là tổng cung của đồng coin đấy. Còn max supply là gì? Thì các bạn lưu ý là hai cái chỉ số này nó khác nhau nha. Total supply được hiểu là tổng số token được tạo ra từ dự án sau khi đã trừ đi cái số token mà đã bị đốt, đã bị burn. Thì chúng ta sẽ có công thức là token supply bằng token on-chain trừ cho số token đã được burn, đã được đốt. Còn max supply là gì? Max supply được hiểu là tổng số token có thể tạo ra theo lý thuyết, tối đa theo lý thuyết. Tuy nhiên là tại vì tùy nhu cầu của dự án, có dự án thì sẽ có thể đưa ra quyết định là có hoặc không sử dụng đến hết cái số lượng token max supply này.
Để cho dễ hiểu ha, thì chúng ta sẽ lấy ví dụ đi. Cái gì khó hiểu là mình sẽ lấy ví dụ để cho mọi người dễ hiểu hơn. Các bạn search trên CoinGecko, search một cái dự án tên là Serum, S-R-M. Dự án này cũng khá là quen thuộc đúng không? Từ hồi mà FTX còn còn hoàng kim thì Serum là một dự án rất là quen thuộc với chúng ta. Ok, chúng ta sẽ thấy Serum ha. Anh em có thể thấy là max supply tối đa của SRM có thể đạt được lên đến 10 tỷ mốt token. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển và cái nhu cầu của dự án thì hiện tại thì SRM chỉ gọi là cung cấp ra thị trường cái số lượng SRM đạt 1 tỷ thôi. Tức là chúng ta lấy 1 tỷ chia cho 10 tỷ lúc nãy là chưa đến 10%, đúng không? Là chưa đến 1 phần 10 tổng cung tối đa. Cho nên là nếu mà tiếp tục mở rộng trong thời gian tới thì cái lượng lạm phát của SRM trong tương lai sẽ rất là cao và có thể ảnh hưởng đến giá của token này. Cho nên chúng ta có thể xem cái lượng total supply và max supply để chúng ta xem là token này có lạm phát hay không, tỷ lệ lạm phát nó đang như thế nào. Ok, tiếp theo ha, bây giờ mình sẽ đặt cho các bạn một câu hỏi. Ví dụ dự án Coin98 đi. Các bạn search C98 trên CoinGecko. Chúng ta kéo xuống, chúng ta sẽ thấy cái total supply là tổng cung của cái đồng C98 này là 1 tỷ token, đúng không? Là 1 tỷ token. Vậy thì có bây giờ các bạn đặt ra câu hỏi là 1 tỷ token này sẽ được dự án Coin98 phân bổ như thế nào? Tức là không lẽ cứ gọi là muốn in ra bao nhiêu thì in đúng không? Muốn tạo ra bao nhiêu thì tạo. Tất nhiên là không có chuyện đó. Khi mà người ta làm dự án, người ta sẽ tính toán rất là kỹ là với số lượng token tạo ra sẽ phân bổ như thế nào. Thì cái việc gọi là phân bổ token này, mình có một cái thuật ngữ. Các bạn hãy nên nhớ cái thuật ngữ này được gọi là token allocation. Tức là phân bổ số lượng token chia như thế nào toàn bộ dự án. Hay nói cách khác là giống như là chúng ta chơi bài vậy đó. Chúng ta chơi poker đó. Thì chia bài cho mỗi người trong cái ván bài đó, cũng như là dự án họ sẽ chia token cho những người khác nhau, ví dụ như là quỹ đầu tư nè, advisor là đội ngũ cố vấn nè, hay là cộng đồng nè, marketing nè, hay là treasury là quỹ dự án của dự án nè, hay là về team nè, đội ngũ của dự án, developer dự án là bao nhiêu phần trăm. Chúng ta sẽ biết được là cái sự gọi là chia bài cho mỗi bên như thế nào, chia phần trăm cho mỗi bên như thế nào đó. Ok, các bạn lên Google giúp mình ha. Các bạn gõ C98 token allocation, gõ như thế này thì nó sẽ hiện ra. Các bạn bấm vào link đầu tiên. Ok, các bạn bấm vào link đầu tiên chưa? Rồi các bạn kéo xuống dưới, các bạn tìm cho mình cái bảng nó ra như thế này. Đó, nó sẽ có một cái bảng table và một cái biểu đồ hình biểu đồ pie đó, là biểu đồ tròn như thế này. Chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta sẽ kẻ một cái bảng giúp mình ha. Để gọi là cho giải thích cho dễ hiểu thì các bạn kẻ một cái bảng như thế này. Mình sẽ kẻ cho các bạn luôn. Cột đầu tiên mình sẽ gọi là phần trăm allocation là bao nhiêu phần trăm. Cột thứ hai mình sẽ để là for, tức là mục đích là cho ai để làm gì. Cột thứ ba mình sẽ để là token, có nghĩa là số lượng token là bao nhiêu. Cột thứ tư mình sẽ để ra là release at TGE, tức là cái ngày mà khởi tạo token là cái ngày TGE á, thì sẽ release là đưa ra thị trường bao nhiêu token. Và cái cột cuối cùng thì sẽ là circulating supply at TGE, là cái số lượng release at TGE là mình muốn nói cái phần trăm, là phần trăm sẽ được nhận token bao nhiêu phần trăm cái ngày TGE. Và cái cột cuối cùng mới là cái số lượng token quy đổi ha. Rồi các bạn nhớ nha, cột kế cuối là phần trăm, còn cột cuối cùng là số lượng token. Ok, sau khi mà kể cái bảng này xong thì mình sẽ nhìn vào hai cái biểu đồ ở trên để mình điền xuống. Cứ điền xuống thôi, ở trên sao thì ở dưới mình sẽ ghi như vậy. Rồi ví dụ các bạn sẽ thấy đầu tiên là chúng ta sẽ có Binance Launchpad Sale là 5% of the total token supply, đúng không? Thì chúng ta sẽ điền phần trăm là 5%. For mình sẽ điền là Binance Launchpad Sale. Còn token thì mình sẽ lấy là 5% nhân cho total supply. Các bạn tính cho mình nhé, là 5% nhân cho 1 tỷ mình sẽ ra là 50 triệu. Mình sẽ điền vào đây là 50 triệu. Tiếp theo sẽ là gì? Seed sale đúng không? Là vòng seed là 5%. Tiếp tục mình sẽ điền vào 5% seed nhân cho là 50 triệu token. Đó, tiếp tục các bạn cứ điền vào hết cái bảng này giúp mình. Rồi thì chúng ta sẽ thấy là cột đầu tiên tổng kết lại là 100%, và cột thứ ba tổng kết lại số token đó thì là ra total supply là 1 tỷ token. Được chưa? Ok, tiếp theo các bạn nhìn vào cái bảng này giúp mình nha. Các bạn nhìn vào cái bảng này.
Đây là cái bảng về thông tin lịch trả token, hay còn gọi là vesting schedule. Vesting schedule là cái lịch để người ta biết xem là cái dự án này nó trả token vào lúc nào. Đó, chúng ta sẽ thấy ha. Rồi, mình đọc ha, mình cùng đọc và mình cùng dịch với nhau nha, nó cũng không có quá khó hiểu đâu. C98 token release schedule, ok nha. Ví dụ ecosystem grow là cho gọi là hệ sinh thái, thì mình sẽ có cái gì? Mình dịch ra tiếng Việt luôn cho dễ hiểu nhé. Là trả token trong vòng 4 năm. TGE là cái ngày khởi tạo token sẽ trả 30%. Sau đó token sẽ được trả tuyến tính bắt đầu từ năm thứ 2. Tức là gì? Tức là TGE là sẽ trả 30%. Sau ngày TGE 1 năm là sẽ không có token, hiểu không? Là TGE là trả rồi. Còn 1 năm sau đó là hoàn toàn không nhận được một đồng token nào luôn. Và sau đó khi mà 1 năm nó kết thúc rồi á, thì mới bắt đầu trả dần, trả tuyến tính trong vòng bao lâu? Trong vòng 4 năm. Ok. Đó, thì tiếp theo mình sẽ dịch cho các bạn sẵn luôn để cho dễ hiểu. Chúng ta sẽ có Community Development là trả token trong vòng 4 năm, TGE là sẽ trả 30%, sau đó thì luật 1 năm sẽ được 1 năm sẽ lock và sẽ tiếp tục trả tuyến tính từ năm thứ 2. Rồi, mình sẽ dịch cho các bạn hết, các bạn sẽ tự đọc nha. Ở đây hơi dài cho nên mình sẽ không đọc hết. Ok chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm cho mình một cái việc tiếp tục, đó là cái bảng ở trên á, chúng ta còn hai cột chưa điền đúng không? Hai cột cuối chưa điền. Bây giờ mình sẽ làm gì? Đó là mình sẽ điền vào hai cái cột cuối đó. Rồi, release tại TGE là cái phần trăm được trả vào cái ngày TGE. Binance Launchpad Sale là bao nhiêu phần trăm, các bạn tìm giúp mình với. Binance Launchpad Sale là 100% release at TGE, mình sẽ điền vào đây là 100%. Rồi, tính số lượng token ra, mình sẽ lấy 100% nhân cho 50 triệu thì sẽ ra là 50 triệu. Đúng rồi, tiếp tục. Seed Sale đâu? Seed Sale là trả bao nhiêu phần trăm, các bạn tìm giúp mình với. Seed Sale trả... người ta không nói đúng không? Seed Sale ở đây họ chỉ ghi là trả token trong vòng 3 năm. Một năm đầu sẽ không được nhận token, tức là phần trăm TGE là 0%, là không được nhận token, có nghĩa là 0% đó, điền vào 0%. Sau đó token sẽ được trả tuyến tính bắt đầu từ năm thứ 2. Vậy ok, chúng ta sẽ điền vào 0%. Tiếp tục, vòng sale trick là bao nhiêu phần trăm? 0% luôn. Tiếp tục, team là bao nhiêu phần trăm? 0%. Advisor cũng là 0%. Treasury 10%. Lấy 10% nhân cho 120 triệu thì chúng ta sẽ ra được circulating supply at TGE là 12 triệu. Rồi, tiếp tục cái bảng này các bạn tự điền giúp mình nhé. Chỉ là đối chiếu ở trên rồi các bạn tự tính ở dưới thôi. Ok, sau khi mà điền xong chưa? Sau khi mà điền xong thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ cộng hết tất cả những con số của cột cuối cùng lại. Rồi, cộng hết lại giúp mình là sẽ ra bao nhiêu? 185. Con số 185 triệu này là circulating supply at TGE, tức là cái lúc mà khởi tạo token, cái lúc mà thả token, cho ra mắt token tại TGE á, thì sẽ có 185 triệu token C98 lưu hành trên thị trường, được chưa? Ok, vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ có, từ cái con số 185 này chúng ta sẽ có gì? Các bạn lấy 185 triệu token này, các bạn chia cho total supply giúp mình. Chia giùm mình nhé, là 185 triệu chia cho total supply là 1 tỷ. Chúng ta sẽ ra 18,5% đúng không? Rồi, biểu đồ này các bạn zoom to lên, các bạn sẽ thấy là cái lúc mà tháng 7 năm 2021 là nó chưa chạm mức 20% đúng không? Nó vẫn còn ở dưới 20% một chút. Thì cái số chính xác đó chính là số bao nhiêu các bạn? Đúng rồi, đó là con số 18,5%. Các bạn thấy không? Đó là chúng ta vừa tính xong là chúng ta hiểu được cái biểu đồ này là tháng 7 năm 2021 là sẽ có 18,5% token được lưu hành ra thị trường. Ok. Rồi, tiếp theo thì tới năm thứ 2, đó là các bạn cộng thêm một năm vào. Đó, tới năm thứ 2 là khoảng tháng 7 năm 2022 thì những cái bên khác mới được trả token. Như lúc nãy mình nói là đó, bị lock một năm đó, thì đến một năm sau họ mới được trả token. Rồi, nhìn cái hình này các bạn sẽ thấy được cái lượng token được unlock ra thị trường như thế nào. Ok, video đến đây thì cũng hơi dài rồi, mình sẽ giải thích tiếp theo về tokenomics ở những video sau. Nếu mà bạn thấy cái tập này hữu ích thì đừng quên cho mình một like và một subscribe. Tập sau thì mình sẽ nói nhiều hơn nữa về gọi là cách các bạn có thể nhìn vào vòng gọi vốn, các bạn tính ra được giá để xem những cái người mà tham gia những vòng đầu tư sớm họ
tham gia vào giá bao nhiêu, đầu tư vào giá bao nhiêu, sẽ còn nhiều kiến thức thú vị hơn nữa. Cho nên các bạn nhớ ủng hộ mình bằng một like và một subscribe, cũng như là comment những cái câu hỏi mà các bạn có trong tập này nha. Ok, và bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.